Xin mến chào quý vị và các bạn. Năm 2006, một vụ mất tích bí ẩn của cô gái trẻ là một sinh viên vừa mới tốt nghiệp tại Auburn, Alabama, Hoa Kỳ. Một người đàn ông đã bị bắt 12 năm sau vụ mất tích và đã bị kết tội giết người, mặc dù chính quyền không bao giờ tìm thấy thi thể cô gái. Hôm nay, xin mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu vụ án qua video này các bạn nhé. Quý vị và các bạn xem video, vui lòng ấn vào nút đăng ký kênh, cũng như là like, share cho nhiều người cùng xem. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Lorian Slesinski chỉ mới 24 tuổi khi vụ việc xảy ra. Cô tốt nghiệp Đại học Auburn ở Alabama năm 2005 với bằng cử nhân tâm lý học và tội phạm học. Vào thời điểm đó, Lori cũng nuôi ước mơ theo đuổi bằng thạc sĩ. Cô gần gũi với gia đình và có một con chó cưng. Ngoài ra, Lori thích dành thời gian với bạn bè, xem phim, đi xe đạp và chơi trò chơi điện tử. Vào thời điểm Lori mất tích, cô làm việc tại một trung tâm chăm sóc sức khỏe tâm thần ở Auburn, nơi cô sinh sống. Sau khi Lori, 24 tuổi, đột ngột biến mất trên đường đến một cuộc hẹn, gia đình và bạn bè mới biết bạn thân của cô từng ngồi tù vì tội giết bố mẹ. Lori sống một mình trong ngôi nhà di động ở ngoài khuôn viên trường đại học Auburn, bang Alabama. Cô làm việc cùng bạn thân tên Lindsay Brown tại một cơ sở chăm sóc sức khỏe tâm thần ở địa phương. Khoảng 18:30 ngày 10 tháng 6 năm 2006, Lindsay nhận được cuộc gọi từ Lori, nói sẽ đến siêu thị mua đồ uống rồi đến nhà cô cùng xem phim. Lindsay nghe thấy tiếng một người bạn khác tên là Rick Ellis ở nhà Lori qua điện thoại. Vì hai người thường đi cùng nhau nên cô không ngạc nhiên và cũng không nghĩ nhiều. Tối đó, chờ mãi không thấy Lori đến, Lindsay gọi lại cho bạn nhưng không ai nghe máy. Cô đi ngủ. Sáng ngày hôm sau, Lindsay bắt đầu lo lắng, gọi điện đến nhà bạn nhiều lần, để lại thư điện thoại trên máy trả lời di động. Sau khi không thấy Lori đến chỗ làm vào ngày thứ hai, 12 tháng 6, Lindsay nhắn tin cho Rick hỏi thăm, nhưng anh ta nói không gặp Lori và cũng đang lo lắng. Hôm sau nữa, Lori vẫn không đi làm. Lindsay đến nhà tìm bạn. Cô thấy cửa không khóa, nhưng nhà không có ai. Xe của Lori biến mất. Thấy chó cưng của Lori nằm trong củi, Lindsay thả nó ra và nhận thấy điều kỳ lạ. Lori đã mất tích 3 ngày, nhưng chiếc củi không bị bẩn. Con chó trông vui vẻ và được ăn uống đầy đủ, như thể ai đó đã chăm sóc nó. Lindsay cũng phát hiện những tấm thảm trong bếp và thùng rác đặt bên ngoài biến mất. Máy trả lời tự động bị rút phích cắm. Lúc này, bà Allen nhận được tin con không đi làm, không liên lạc được với Lori, bà tiến hành báo cảnh sát. Camera giám sát của siêu thị ghi lại hình ảnh cuối cùng của Lori cho đến khi cô ấy đến mua đồ uống, nhưng sau đó đã biến mất. Khi cảnh sát thẩm vấn, Rick xác nhận đã ở nhà Lori tối đó, nhưng khẳng định cô vẫn ổn khi anh ta rời đi. Rick nói rằng anh ta và Lori còn chồng cần xa, có thể cô ấy đã đi giao dịch với những kẻ nguy hiểm. Cảnh sát khám xét nhà Lori nhưng không tìm thấy bằng chứng cho thấy cô buôn bán ma túy. Rick bị nghi ngờ vì lời khai mâu thuẫn. Qua tìm hiểu, Rick tên đầy đủ là Daryl Richard Ennis, quen Lori khi cô còn là sinh viên, đi chơi ở sân bowling nơi anh ta làm việc. Lindsay không biết nhiều về Rick, chỉ biết anh ta là bạn của Lori. Mẹ Lori, bà Allen Swesinski, cho biết dịp Giáng sinh năm 2005, Lori nói Rick không có gia đình và muốn xin phép mời anh ta đến nhà đón Giáng sinh chung. Bà thấy anh ta rất thân thiện, lịch sự. 4 ngày sau khi Lori biến mất, ô tô của cô đột nhiên phát nổ bên một ngõ cụt hoang vắng bên ngoài công trường xây dựng. Cách nhà cô không xa,
Cảnh sát cho biết Lori không ở trong xe. Vị trí ô tô cách sân bowling nơi Rick làm việc hơn 900 mét. Ngọn lửa đã phá hủy mọi thứ trong xe. Nhưng một điều tra viên báo cáo tìm thấy một mẩu thuốc lá cuộn bằng tay trên mặt đất gần đó. Mẩu thuốc được thu thập nhưng chưa được xét nghiệm. Một bình ga cũng được tìm thấy gần đó, trông giống cái bị mất ở sân bowling. Khi nói chuyện với Rick vào cuối ngày 14 tháng 6, cảnh sát nhận thấy những vết trầy xước trên cánh tay anh ta như thể bị ai đó cào cấu. Rick không giải thích lý do. Lindsay tiết lộ vài ngày trước khi mất tích, Lori tâm sự rằng nhận được thư tình từ Rick. Những người xung quanh cũng biết Rick không muốn làm bạn đơn thuần của Lori. Tuy nhiên, theo Lindsay, Lori không có cảm xúc yêu đương với cậu bạn thân. Sau đó, Rick nói với một người bạn rằng Lori đã từ chối anh ta. Cho rằng đây có thể là một động cơ giết người, cảnh sát lục soát xe của Rick tìm thấy còng tay, một con dao và dụng cụ vệ sinh. Điều tra sâu về Rick, cảnh sát phát hiện một điều không thể tưởng tượng về quá khứ của anh ta. Ngày 5 tháng 3 năm 1993, cảnh sát tuần tra nhận được tin báo một chiếc ô tô phóng ra khỏi đường cao tốc và đâm vào hàng rào. Khi đến hiện trường, họ thấy một cậu bé đeo ba lô. Đó là Rick, năm 12 tuổi, thừa nhận đã lái chiếc xe đó. Cảnh sát kiểm tra trong ba lô, tìm thấy một con dao làm bếp và vài viên đạn. Khi được hỏi, bố mẹ cháu đâu? Rick nhìn thẳng vào cảnh sát và nói một cách vô cảm. Tôi đã giết cả hai. Đến nhà Rick, nhà chức trách tìm thấy thi thể mẹ và cha dượng của Rick trên phòng ngủ. Cây gậy bóng chày dính máu bị gãy. Trên tường và cửa cũng có máu bắn lên. Mẹ Rick bị bắn vào mặt, sau đó bị đánh chết bằng gậy bóng chày. Rick nói với cảnh sát rằng đã che mặt mẹ bằng một chiếc chăn nhung và đặt một bông hồng lên ngực. Cha dượng của Rick cũng bị bắn vào mặt. Họ bị sát hại chỉ 10 tháng sau khi cưới. Rick khai rằng rất tức giận khi bố mẹ định chuyển đi vì không muốn rời khỏi trường học. Cảnh sát tin rằng Rick đã sống với thi thể suốt 2 ngày. Trong khi vẫn tiếp tục đến trường, họ tìm thấy danh sách việc cần làm của Rick. Trong đó có việc giết ba con gái riêng của cha dượng, người nhỏ nhất 20 tuổi. Theo ba cô gái, Rick không nói chuyện, tránh mặt mỗi khi họ đến thăm. Ở tuổi 12, Rick không bị xét xử như những người trưởng thành. Anh ta chỉ bị phạt 9 năm trong trại giam vị thành niên ở Alabama và được thả ra khi 21 tuổi. Bất chấp quá khứ của Rick, không có bằng chứng trực tiếp và không có thi thể, cảnh sát không đủ cơ sở để buộc tội anh ta. Ngay sau cuộc thẩm vấn ngày 14 tháng 6, Rick rời khỏi Auburn, vụ án bế tắc. Năm 2016, 10 năm sau vụ việc, Mark, đặc vụ của Cục Điều tra bang Alabama, lập một đơn vị chuyên xử lý các vụ án cũ chưa được phá giải. Anh chọn vụ án mất tích của Lori đầu tiên. Sau nhiều nỗ lực, các đặc vụ tìm thấy hồ sơ vụ án bám đầy bụi, bị thất lạc sau nhiều xáo trộn. Họ tìm thấy một báo cáo nằm trong phong bì chưa được mở. Theo đó, Lori biến mất vào năm 2006. Cảnh sát đã thu thập bằng chứng từ nhà cô, nhưng đến khi có kết quả, không ai theo dõi. Báo cáo chứa bằng chứng quan trọng. ADN của Rick được xác định trong tinh dịch tìm thấy trên ga trải giường của Lori và trong vết máu ở cửa ra vào. Ba tấm thảm trong bếp của Lori vốn biến mất đã xuất hiện vài năm sau đó. Một bạn cùng phòng cũ của Rick liên hệ với cảnh sát, nói rằng anh ta để lại ba tấm thảm. Máu của Rick được tìm thấy trên một trong các tấm thảm. Đội của Mark tiếp tục gửi mẫu thuốc lá tìm thấy bên cạnh ô tô của Lori đến phòng thí nghiệm pháp y. Kết quả cho thấy ADN trên đó trùng khớp với ADN của Rick. Các điều tra viên nói rằng bằng chứng này rất quan trọng vì nó ràng buộc Rick với hiện trường vụ đốt ô tô. 12 năm sau khi Lori biến mất, nhà chức trách đã có đủ bằng chứng để buộc tội Rick. Anh ta bị bắt vào ngày 6 tháng 8 năm 2018. Lúc này,
Rick đã đính hôn và sống ở Louisiana, cách nơi ở cũ hơn 800 km. Rick phủ nhận liên quan đến vụ mất tích của Lori, nói rằng giết mẹ và cha dượng vì bị mẹ lạm dụng, ngược đãi. Tuy nhiên không có bằng chứng nào chứng thực cho cáo buộc của Rick. Sau nhiều lần trì hoãn xét xử do COVID-19, Rick hầu tòa vì tội giết Lori vào năm 2022, ở tuổi 41. Trước tòa, Rick nói Lori là người bạn rất thân của mình và sẽ không bao giờ làm tổn thương cô. Anh ta thừa nhận bị Lori từ chối tình cảm, nhưng khẳng định họ vẫn thân thiết, từng quan hệ tình dục. Con dao, còng tay và những dụng cụ vệ sinh trong xe được Rick giải thích rằng đang chuyển đồ đạc từ căn hộ không liên quan gì đến Lori. Về những vết chảy xước trên tay, anh ta nói bị chó cào khi chơi đùa. Nhưng Rick không giải thích được vì sao ADN của anh ta có trong dấu máu ở cửa ra vào nhà Lori. Công tố viên tin rằng Rick gây án vì bị ám ảnh bởi Lori. Lượng bằng chứng chống lại anh ta vượt trội ngay cả khi cảnh sát không tìm thấy thi thể của nạn nhân. Bên công tố thuyết phục hội thẩm đoàn rằng Lori đã chết vì cô sẽ không bao giờ bỏ đi mà không mang thú cưng, không liên lạc với gia đình bất chấp anh trai và bố lần lượt qua đời vì bệnh. Sau 7 ngày nghe lời khai và 2 ngày cân nhắc, bồi thẩm đoàn tuyên Rick phạm tội giết Lori. Anh ta phải đối mặt với án tử hình, nhưng điều đó sẽ dẫn đến nhiều năm kháng cáo và tranh chấp về pháp lý. Để bà Allen không phải trải qua những điều đó, công tố viên đề nghị án tù chung thân không ân xá cho Rick. Allen đồng ý. Ngày 14 tháng 4 năm 2022, Rick bị kết án tù chung thân không ân xá, nhưng anh ta khẳng định mình vô tội và sẽ kháng cáo. Qua vụ án, các bạn trẻ cũng đừng nên khó chịu hay cãi lại cha mẹ khi họ đôi khi không cho con đi chơi khuya, tiếp xúc với một số thành phần bạn bè bất hảo và bắt bạn học nhiều cũng là đều có lý do của nó. Họ đã trải đời nhiều và họ đã nuôi bạn được thì họ dư sức biết mọi thứ. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại ở những video tiếp theo.